Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Lâm Khoa thuộc Trung tâm Sản phụ Khoa của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ở đây thấy có một số gương mặt quen thuộc đang đi khám khoa và một số người chưa biết khoa, nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ không gặp khoa. Bởi vì đi tới cái phòng khám của khoa thường là không mấy vui vẻ ha. Rồi, giờ mọi người đã có đủ sức khỏe, tinh thần sảng khoái sau cái bài tập yoga vừa rồi chưa ạ? Rồi, vậy giờ mình sẽ chia sẻ cùng nhau một số cái kiến thức về sự tăng trưởng của thai. Mọi người, khi mà đi khám thai có rất là nhiều cái câu hỏi về sự tăng trưởng của thai. Bởi vì không có ai muốn đi khi mang thai mà một em bé nhỏ hết trơn. Và khi được tới với bác sĩ sản phụ khoa thì được thêm kèm thêm nữa là không ai muốn em bé mình quá to. Bởi vì quá to hoặc là quá nhỏ nó đều đi kèm những cái biến chứng và cái tỷ lệ gọi là những cái tiên lượng về lâu về dài không tốt cho em bé. Do đó, thông thường các bạn đi khám sản phụ khoa, đi khám thai chẳng hạn, lúc nào bác sĩ cũng muốn là một em bé có cân nặng vừa phải, vừa đủ thôi. Vậy là em bé tốt nhất, không nên quá to, dĩ nhiên không nên quá nhỏ. Vậy cái vấn đề quan trọng á là mình làm sao biết được em bé mình to quá hay em bé mình nhỏ quá. Vậy mình có những cái chuẩn nào để mình chẩn đoán được em bé này là bình thường hay em bé này là quá bự, em bé này quá nhỏ hay không? Vậy cái câu hỏi đó cũng là một cái câu hỏi rất là đau đầu dành cho bác sĩ sản khoa. Bởi vì mình biết đó, con của một cái người châu Âu cao 1m9, hai vợ chồng 1m9, vợ 1m7 chẳng hạn, sẽ phải khác với con của một cái cặp vợ chồng châu Á, chồng cao 1m7, vợ cao 1m5. Chuyện đó là cái chuyện hiển nhiên. Do đó đó, ở những cặp vợ chồng khác nhau, mình về mặt lý tưởng mình sẽ phải có những cái biểu đồ tăng trưởng dành cho từng cặp vợ chồng khác nhau. Nhưng nghe tới đó là mình thấy cái chuyện đó nó rất là hợp lý nhưng nó không có khả thi. Bởi vì để đạt được, mình lập ra được một cái biểu đồ tăng trưởng cho từng gia đình như vậy, với khả năng hiện tại của y học thế giới mình chưa có tạo ra được. Vậy ở từng nước, ở những cái quốc gia khác nhau, người ta sẽ tạo ra một cái biểu đồ tăng trưởng khác nhau cho từng dân tộc riêng của họ. Ví dụ, Mỹ cũng có biểu đồ tăng trưởng của Mỹ. Ở châu Á, một số cái nước cũng có biểu đồ tăng trưởng của riêng cái nước đó. Ở châu Âu, mỗi nước có biểu đồ tăng trưởng riêng của họ. Tuy nhiên, đối với Việt Nam của mình, cho tới thời điểm hiện tại, mình chưa đủ lực, nguồn lực về kinh tế cũng như là nhân sự để tạo ra một cái biểu đồ tăng trưởng của chính dân số châu Á và đặc biệt là người Việt Nam nói riêng. Do đó, tính tới thời điểm hiện tại, giờ khi khám thai, mình sẽ vay mượn những cái biểu đồ tăng trưởng của các nước khác. Và hiện tại ở các cái máy siêu âm, mình đi siêu âm bình thường ở phòng siêu âm ở tại đơn vị trung tâm sản phụ khoa, mình sẽ thấy tất cả những cái chỉ số của mình tính theo cái biểu đồ tăng trưởng gọi là HLOC. HLOC này là một cái biểu đồ tăng trưởng của châu Âu và người ta đã thành lập cách đây khá lâu. Còn khi mà em bé mình hơi nhỏ, đến tới những cái bác sĩ tiền sản, ví dụ như khoa đây, vậy thì mình sẽ được tính lại theo cái biểu đồ tăng trưởng Intergrowth 21. Cái biểu đồ này vì sao bác sĩ tiền sản người ta sử dụng? Bởi vì khi mà người ta lập nên cái biểu đồ tăng trưởng của Intergrowth 21, người ta ngoài dân số ở mỗi nơi, mỗi nước, tùy theo cái vùng, ví dụ như Đông Nam Á, người ta sẽ chọn một số cái quốc gia tiêu biểu cho cái vùng đó. Ví dụ trong cái biểu đồ tăng trưởng Intergrowth 21 thì vùng Đông Nam Á của mình được lấy một số cái tỉnh của Thái Lan và một số tỉnh miền Bắc ở Việt Nam. Do đó, để so sánh cái biểu đồ tăng trưởng, mình không có cái biểu đồ tăng trưởng riêng nên mình đành vay mượn và đang sử dụng cái biểu đồ tăng trưởng mà có sử dụng dân số châu Á và đặc biệt là Việt Nam mình trong cái nghiên cứu đó, nên nó gần sát với cái dân số Việt Nam của mình hơn. Rồi, vậy chuyện thứ hai á là về mặt định nghĩa, nào gọi là to, nào là gọi là nhỏ. Chuyện này cũng
xảy ra rất là nhiều tranh cãi giữa các cái hiệp hội trên thế giới. Người thì nói 10%, người nói 3%. Rồi người thì sử dụng là ước lượng cân thai, người sử dụng là cái chu vi vòng bụng. Do đó sau này người ta đã có thống nhất lại và khoảng chừng mấy năm trở lại đây ở trên thế giới, người ta đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán là nào gọi là thai nhỏ, nào gọi là thai bình thường. Dựa vào những cái tiên lượng lâu dài của những cái thai đó. Rồi chuyện tiếp theo, bây giờ các bạn dẫn tới một em bé cao khoảng nhiêu đây, hỏi ví dụ như vậy, hỏi em bé này là cao hay là thấp, thì mấy bạn nghĩ là Khoa có thể trả lời câu hỏi đó được không? Chắc không trả lời được nếu không có một cái dữ kiện nào đối với Khoa là em bé đó hiện là bao nhiêu tuổi. Như vậy mình sẽ biết chính xác là em bé cao ba lớn đây là 3 tuổi hay là 5 tuổi hay là 9 tuổi. Bởi vì nếu em bé cao như vậy, 3 tuổi có thể là nó hơi cao so với cái độ tuổi chung của nó. Nhưng nếu em bé đó là em bé 9 tuổi thì vậy là nó hơi thấp hơn so với chuẩn chung của nó. Đó, cái việc quan trọng nhất khi mình chẩn đoán em bé nhỏ hay em bé lớn là mình sẽ phải định chính xác tuổi thai của cái thai kỳ này. Vậy cái cách đính tuổi thai á, hiện tại bây giờ mình sẽ dựa vào cái chỉ số nào? Mình sẽ phải dựa vào cái siêu âm 3 tháng đầu. 3 tháng đầu là cái khúc mà em bé nó không phát triển lệch nhau giữa các dân số khác nhau. 3 tháng đầu tính từ mình lúc thụ thai cho tới khoảng chừng 14 tuần. Như vậy á, dân số châu Âu hay dân số châu Á hay dân số châu Mỹ, người ta thấy rằng chiều dài của em bé phát triển gần giống nhau. Đó là lý do người ta chọn cái chiều dài đầu mông của những cái thai trong 3 tháng đầu để người ta tính ra tuổi thai. Nhưng không phải chiều dài đầu mông nào mình cũng lấy để mình tính tuổi thai được ha các bạn ha. Vậy cái khúc đầu xíu xíu của em bé nhỏ xíu trước 7 tuần. Vậy chiều dài em bé dưới 10mm. Vậy thì lúc đó em bé nhỏ xíu à, trên siêu âm mình không có thấy được rõ. Rồi nhiều khúc á, em bé nó còn dính vô cái thành tử cung, do đó lại mất hết một khúc đo. Do đó cái tuổi thai trước 7 tuần thường mình sẽ không tính toán ngày dự sanh dựa vào cái chiều dài của em bé ở thời điểm đó, bởi vì nó có nhiều sai số. Vậy thật ra cái mà mình nghĩ tới cái chuyện là mình tính tuổi thai chính xác nhất là khi em bé từ 7 tuần cho tới khoảng chừng 11 tuần. Lúc đó đó, khi mình đo, em bé nó không có cúi quá, em bé nó không có ngửa quá như vậy. Ra cái chiều dài tính từ đầu cho tới mông của em bé, nó sẽ ít sai số nhất. Nhưng một số trường hợp các bạn có đầy đủ tất cả các cái siêu âm và bác sĩ khoa sẽ tính theo cái khác. Cái tầm quan trọng của việc mình đem cái hồ sơ đi khám thai là vậy. Không phải tất cả các siêu âm nó đều đúng chuẩn hết. Do đó bác sĩ lâm sàng sẽ là cái người coi lại tất cả các hình ảnh các cái lần mình đi siêu âm để coi siêu âm nào là những cái siêu âm mà đạt chuẩn siêu âm. Chứ không phải đo gì á là bác sĩ lâm sàng cũng nhìn vô đó là nhìn coi kết luận á này thai mấy tuần là tính theo răm rắp ha. Do đó khi mà mình có nhiều kết quả siêu âm thì bác sĩ lâm sàng sẽ là cái người chọn lọc cái nào hình ảnh nào là đúng chuẩn để mình có thể tính tuổi thai dựa vào cái siêu âm đó và tính ra ngày dự sanh. Ngày dự sanh không phải là cái ngày mình chắc chắn sẽ sanh ha. Cái ngày dự sanh chỉ là cái ngày mà lúc đó mình tính tuổi thai em bé được 40 tuần và em bé đủ trưởng thành để em bé có thể sống độc lập với cái tử cung của người mẹ. Nên mình sẵn sàng cho em bé ra đời. Rồi, chuyện thứ hai, mình sẽ thấy có một số cái đi khám thai, người ta sẽ chọn lựa cái siêu âm lúc mà mình làm siêu âm độ mờ da gáy á, là 11 tuần cho tới 13 tuần 6 ngày. Về mặt thống nhất giữa các hiệp hội trên thế giới thì người ta vẫn tính tuổi thai dựa vào cái siêu âm độ mờ da gáy, có nghĩa là siêu âm từ lúc 11 tuần cho tới 13 tuần 6 ngày. Bởi vì mình sẽ phải hiểu sự khác biệt giữa nước mình với những cái quốc gia khác. Những cái quốc gia châu Âu hoặc châu Mỹ, người ta sẽ phải đi khám thai do bảo hiểm y tế và nhân an sinh xã hội trả hết. Do đó người ta sẽ lập lên những cái gọi là cái mốc khám thai á, mà sao 3 tháng đầu người ta chỉ khám có đúng một lần thôi. Do đó người ta chỉ có một cái siêu âm duy nhất trong 3 tháng đầu vào khoảng quanh 12 tuần. Do đó cái đó là cái dữ kiện duy nhất để người ta tính tuổi thai.
Do đó tất cả các hiệp hội khác trên thế giới về sản khoa, về siêu âm, về tiền sản, người ta đều lấy siêu âm đó. Về mặt sinh lý bệnh và gọi là tính chính xác, vậy thì như đã chia sẻ, nếu có cái siêu âm từ 7 tuần cho tới 11 tuần thì mình sẽ tính cái đó nó sẽ chính xác hơn, bởi vì em bé không quá cúi hoặc là em bé không quá ngửa. Rồi, giờ mình đã hiểu cái cách tính tuổi thai của bác sĩ sản chưa ạ? Một cái câu thắc mắc nhỏ của các bạn hay đi khám thai trong 3 tháng đầu là: ủa, sao giờ em tính sao? Em tính ra mới có 6 tuần mà bác sĩ tính ra tới 8 tuần. Tại vì á, về mặt quy ước quốc tế của sản phụ khoa, người ta sẽ tính tuổi thai đi từ kinh chót lý thuyết, chứ không có tính từ lúc em bé được tạo thập, tức là cái lúc mà em bé thụ thai. Do đó lúc nào tuổi thai của bác sĩ sản tính cũng sẽ lớn hơn cái tuổi thai do mình tính dựa vào cái ngày mà tạo em bé khoảng chừng 2 tuần. À, với bạn nào mà mới lập gia đình, mới lần đầu có thai, nhiều lúc hay thảng thốt lắm. Là giải thích kỹ để các bạn đừng có bị gọi là hoang mang khi mình nhận ra cái kết quả siêu âm rồi sao giờ tới 8 tuần ghê quá. Rồi, này để minh họa cho cái câu chuyện là ở những nước, ở những dân tộc khác nhau, mình sẽ có biểu bồ tăng trưởng khác nhau. Ví dụ, đây là một cái nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tính về cái gọi là chiều cao của các em bé 9 tuổi ở nước Tanzania. Vậy thì Tổ chức Y tế Thế giới người ta sẽ có những cái biểu đồ tăng trưởng nhất định cho thai cũng như là cho em bé. Vậy nếu tính toán về cái chiều cao của những em bé 9 tuổi, trung bình á, của em bé 9 tuổi thì cái vạch này nè các bạn, đó cái vạch mà cái vạch phấn mờ mờ ở phía trên ngang ha, đó là cái vạch mà trung bình chung chiều cao theo cái biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng tất cả những em bé 9 tuổi của cái nước Tanzania ở tại thời điểm nghiên cứu đó là 2014, không có em bé nào đạt được trung bình chung của dân số thế giới hết. Vậy có phải là các bạn này đều là bị chậm tăng trưởng hay gì không? Không phải ha. Là vì nếu so sánh với cái biểu đồ chiều cao của riêng của nước Tanzania thì những bạn này là bình thường đối với dân số của Tanzania. Đó là tầm quan trọng của cái việc mình phải tạo cái biểu đồ tăng trưởng của từng quốc gia là như vậy mà mình chưa có. Hy vọng mấy năm sau mình sẽ có hen. Rồi, vậy giờ mình sẽ nói về cái bước đầu tiên, đó là thai nhỏ. Vậy cái từ chuyên môn của nó gọi là thai giới hạn tăng trưởng. Trong cái khúc giới hạn tăng trưởng này, nó sẽ chia ra làm thai nhỏ so với tuổi thai và thai giới hạn tăng trưởng thực sự. Vậy thai nhỏ so với tuổi thai là gì? Em bé vẫn nhỏ, nhưng vì cơ địa của nó, ở nhà ai cũng nhỏ nhỏ vậy hết trơn. Vậy thì những em bé mà nhỏ nhỏ, nhưng cái tốc độ phát triển của nó tốt, có nghĩa là lúc nào nó cũng hơi nhỏ so với mấy bạn bè đùng cùng trang lứa hết á, nhưng mà theo dõi tốc độ tăng trưởng qua các tuần siêu âm thì mình thấy tốc độ đạt được là lý tưởng, bình thường. Thì những em bé gọi là thai nhỏ so với tuổi thai này, cái tiên lượng về lâu về dài á, nó giống như là thai thường, là sự phát triển tâm thần vận động, những cái nguy cơ thai lưu, những cái nguy cơ bất thường xảy ra trong thai kỳ nó giống như thai thường. Còn thai giới hạn tăng trưởng theo cái gọi là định nghĩa, giống như hồi nãy đã giải thích ngay từ đầu á, ở cái đồng thuận Delphi, là sau khi mà các cái nhà sản khoa trên thế giới cãi nhau ầm ầm cả khoảng chừng mười mấy hai chục năm, cuối cùng ta mới thống nhất được cái định nghĩa của thai giới hạn tăng trưởng. Như vậy thai giới hạn tăng trưởng đầu tiên mình phải tính dựa vào gì? Mình sẽ có hai cái chỉ số mình có thể dựa vào đó để mình coi tăng trưởng có tốt hay không. Đó là ước lượng cân thai. Ước lượng cân thai có phải là mình đem bưng em bé từ tử cung ra, mình bỏ lên cái cân mình cân xong mình nhét nó vô, ngược vô trở lại không? Không phải ha. Vậy thì ước lượng cân thai mình không có thể nào cân nó được, là ước lượng. Vậy mình sẽ có một cái công thức gọi là công thức Hatchlove. Người ta sẽ đo chu vi đầu, chu vi bụng và chiều dài xương đùi. Sau đó người ta bỏ vô một cái công thức, người ta tính ra cái cân nặng gọi là ước lượng của em bé. Như vậy, cái này có phải là cân nặng thật sự của em bé không?
nó sẽ có sai số khoảng chừng 10-15% so với cái cân nặng. Bởi vì mình không thể nào mà mình đo cả người em bé được. Do đó, về mặt hình thể, mỗi người sẽ có một cái tỷ lệ cơ thể khác nhau. Có những em bé đó, đùi nó ngắn nhưng mà lưng nó rất dài. Và ngược lại, có những em bé đùi dài nhưng mà lưng ngắn. Vậy trong công thức đó, mình chỉ sử dụng 3 chỉ số thôi. Chu vi đầu, chu vi bụng và xương đùi. Do đó, đối với những cái em bé mà lưng nó dài, đùi nó ngắn, tự nhiên cái cân nặng nó sẽ thụt lại. Nhưng mà nó không phải là cân nặng thiệt của em bé. Rồi, chỉ số thứ hai đó là chu vi bụng. Đó là mình sẽ phải đo cái chu vi của cái bụng này qua những cái điểm mốc gọi là chuẩn trên siêu âm. Đó là cái bụng em bé phải tròn đều, phải đo luôn cả lớp mỡ bụng phía bên ngoài, phải có thấy được cái dạ dày, phải thấy được cái chỗ tĩnh mạch rốn đổ vô tĩnh mạch cửa. Và mình không thấy được phổi, mình không thấy được gan trong cái mặt phẳng đó, được gọi là cái mặt phẳng chuẩn để đo cái chu vi bụng em bé. Nhưng em bé đâu phải là nó ở trong bụng nghe lời mình đúng không? Mình kêu con nằm yên cho cô đo một chút xíu, đâu chịu nghe, nó nhảy tưng 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 tưng. Rồi nhiều lúc nó kêu con vui, nay con chổng cái mông lên, hết đò. Rồi con bữa nay con vui lắm, con rất là vui vẻ khi gặp cô nên con thở. Cái bụng nó sình lên sụt xuống, sình lên sụt xuống. Vậy khi em bé thở ra, cái bụng nó sẽ xẹp lại. Khi em bé nó hít vô, cái bụng sẽ căng ra. Và vậy nó sẽ dẫn đến những cái sai số khi siêu âm. Và cái sai số của cái công thức này nó cũng sẽ khoảng chừng 10%. Do đó các bạn đừng ngạc nhiên khi bữa nay siêu âm ra nhiêu đó, ngày mai rồi tự nhiên cái tăng lên mấy trăm gram luôn. Hoặc là chẩn đoán này là thai giới hạn tăng trưởng nhỏ lắm mà ngày mai đem ra nó cũng vừa vừa chứ nó không đến nỗi là quá nhỏ. Vì tất cả những cái mình đo trong thai kỳ nó đều có sai số hết. Vậy thai giới hạn tăng trưởng nó sẽ chia ra làm hai loại. Một loại là thai giới hạn tăng trưởng khởi phát sớm và một loại là khởi phát muộn. Với cái mốc mà mình có thể chia ra hai loại đó là cái mốc 32 tuần. Nếu em bé nhỏ xíu trước 32 tuần mình chẩn đoán là khởi phát sớm. Nếu em bé xuất hiện cái chuyện nhỏ đó sau 32 tuần được gọi là khởi phát muộn. Vì sao mình có sự phân biệt giữa hai cái điểm khởi phát? Bởi vì hai cái điểm khởi phát này nó sẽ liên quan tới tiên lượng, nguyên nhân của em bé hoàn toàn khác nhau. Những em bé mà thai giới hạn tăng trưởng khởi phát sớm có nghĩa là nhỏ trước 32 tuần thì có thể liên quan tới những cái bất thường về di truyền, có thể liên quan tới nhiễm trùng bào thai, liên quan tới bệnh lý của mẹ, rất là nhiều nguyên nhân. Và những em bé này á, mình theo dõi tương đối dễ dàng hơn những cái em bé khởi phát muộn là vì sao? Nó sẽ có những cái giai đoạn, nó sẽ biến đổi những cái mạch máu em bé từ điểm A qua điểm B rồi nó mới qua điểm C. Ngược lại, những cái em bé mà giới hạn tăng trưởng khởi phát muộn á, thì thật ra những cái bất thường di truyền, những cái nhiễm trùng bào thai ít xảy ra, rất hiếm. Chủ yếu liên quan tới chuyện là suy tuần hoàn bánh nhau, có nghĩa cái bánh nhau á, nó không thực hiện được chức năng của nó. Bánh nhau là cái nơi chuyên chở chất dinh dưỡng, oxy, mọi thứ từ mẹ đi qua em bé. Giờ nó nằm đó, nó nhận mà nó không thèm chuyên chở cho em bé. Nó kêu không vui, giờ tôi muốn chuyển đó, làm gì được tôi. Cho nên em bé sẽ không phát triển được sau 32 tuần. Như vậy, những cái em bé mà khởi phát muộn sau 32 tuần kiểu như vậy thì nó ít liên quan tới những cái nguy cơ đem lại do bất thường di truyền hay nhiễm trùng bào thai. Nhưng ngược lại, theo dõi em bé rất khó khăn. Em bé có thể ngày hôm nay rất là khỏe, nhưng khoảng chừng 2-3 ngày sau nó sẽ diễn tiến nặng về mặt, ví dụ có thể thai lưu, có thể xảy ra những cái bất thường về Doppler của em bé như Doppler rốn, Doppler động mạch não giữa rất nhanh chóng. Mà mình không thể tiên lượng được là khúc nào thì em bé khỏe, khúc nào thì không. Do đó, về mặt chẩn đoán nguyên nhân khởi phát sớm khó hơn là tại mình nghĩ ra một nùi nguyên nhân, tùm lum tà la nguyên nhân mà mình phải đi kiếm. Nhưng về mặt theo dõi thì sớm theo dõi lại nhẹ nhàng hơn do bác sĩ hơn là muộn. Bởi vì muộn mình không thể tiên lượng em bé nó diễn tiến tiếp như thế nào. Chủ yếu mình sẽ chẩn đoán dựa vào cân nặng hoặc là chu vi bụng và cái gọi là mạch máu Doppler của em bé. Ở đây mình sẽ sử dụng Doppler động mạch rốn và hoặc Doppler của cái động mạch tử cung của mẹ. Rồi. Vậy vì sao mà nó dẫn tới những cái thai giới hạn tăng trưởng? Như cái slide trước trình bày, những cái thai giới hạn tăng trưởng mà khởi phát muộn chủ yếu liên quan tới hoạt động của bánh nhau.
Có nghĩa bánh nhau nó không có hoạt động được tốt chức năng, nhiệm vụ của nó. Do đó nó làm cho em bé bị nhỏ. Ngược lại, đối với cái thai giới hạn mà tăng trưởng khởi phát sớm thì mình sẽ có rất nhiều nguyên nhân. Mình sẽ có 3 nhóm nguyên nhân. Thứ nhất, bây giờ muốn cho em bé mà nó phát triển, vậy thì mẹ phải cung cấp. Rồi, tới bước thứ hai đó là trung gian, là ngay bánh nhau. Bánh nhau nó phải hoạt động được chức năng của nó. Rồi, mẹ cung cấp đủ, bánh nhau chuyên chở đủ. Nhưng mà tại vị trí tại em bé nó có bất thường, do đó nó cũng có thể nhỏ. Vậy ở về phía mẹ, một số cái bệnh lý của mẹ sẽ làm cho thai phát triển không được như tốc độ mong muốn. Ví dụ, mẹ có thể là bị tiểu đường. Thật ra các bạn mà đã khám với bác sĩ khoa sẽ thấy bác sĩ khoa rất sợ tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường trước khi mang thai. Bởi vì ngoài cái chuyện là nó ảnh hưởng tới sự phát triển của em bé, trong cái thời gian phôi thai, lúc mà tạo lập em bé, nếu đường mình không ổn định, nó sẽ gây ra rất nhiều dị tật. Và dị tật này là dị tật là đa cơ quan. Bởi vì đường nó tham gia vô hầu hết những cái sự phát triển tế bào, phân chia tế bào cái gì cũng có mặt đường hết. Mà khi đường nó cao lên, nó sẽ làm rối loạn tất cả các sự phát triển đó. Do đó, nếu như mình đang chuẩn bị mang thai chẳng hạn, mà mình đang bị đái tháo đường, thì mình phải kiểm soát được lượng đường thiệt là tốt, rồi mình hẳn để mang thai. Bởi vì không chỉ là cái chuyện là sau đó mình có bị tăng đường hay không, mà nó còn ảnh hưởng rất lớn tới sự hình thành cấu trúc của em bé nữa. Rồi, những bà mẹ bị suy thận chẳng hạn, vậy thì suy thận sẽ ảnh hưởng cho tới nhiều chức năng trong cơ thể, trong đó cái sự tưới máu cho tới cái tử cung nó cũng không được tốt, làm cho em bé bị nhỏ đi. Những cái bệnh gọi là bệnh lý tự miễn, ví dụ những cái bệnh như lupus đỏ hệ thống, vậy nó là những cái bệnh mà ảnh hưởng cho tới mạch máu nuôi của cái tử cung và nhiều cái mạch máu khác trên cơ thể, vậy nó cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của em bé. Rồi những cái bệnh lý có tăng huyết áp, ví dụ tăng huyết áp trước khi mang thai, hoặc là tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, sản giật, tất cả cái đó nó đều là những bệnh lý của mạch máu và nó sẽ ảnh hưởng tới sự cung cấp máu cho cái tử cung. Vậy thì gián tiếp ảnh hưởng tới sự cung cấp dinh dưỡng cho em bé luôn. Rồi những bà mẹ mà dùng những cái chất kích thích gây nghiện trước khi mang thai, ví dụ rượu bia, những cái chất ví dụ như là cocaine chẳng hạn, vậy thì khi những cái người đó mà bị nghiện những cái chất gây nghiện như vậy trong thai kỳ, ngoài cái chuyện là em bé bị chậm phát triển ra, còn sẽ có một những cái hội chứng của nghiện đối với em bé. Ví dụ bà mẹ nghiện cocaine hoặc là bà mẹ nghiện rượu, vậy thì em bé nó sẽ có kiểu hình của bà mẹ nghiện rượu. Vậy những em bé đó sẽ có những cái vẻ mặt của bà mẹ nghiện rượu và sẽ ảnh hưởng luôn tới trí tuệ của em bé luôn. Do đó nếu trong trường hợp mình đang nghiện thuốc lá nè, mình đang nghiện rượu, mình đang nghiện cocaine mà mình muốn thả mang thai, thì mình nên cai mấy cái đó rồi, tốt hết rồi mình hẳn để mang thai. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ trong sự phát triển, không phải là chỉ là tăng trưởng mà còn là sự phát triển của não về mặt cấu trúc cũng như là sự phát triển trí tuệ của em bé luôn. Rồi, ở tại vị trí thai thì những cái bất thường của bánh nhau và dây rốn cũng có thể ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của em bé. Ví dụ, cái bánh nhau đó tự nhiên có một cái cục u máu. Vậy thì cái cục u máu đó, máu nuôi sẽ chủ yếu tăng cung cấp cho cái cục u máu đó. Vậy cái phần bánh nhau bình thường dùng để trao đổi chất dinh dưỡng để cung cấp cho em bé dĩ nhiên là nó sẽ bị ảnh hưởng. Hoặc những cái chuyện dây rốn thắt nút hoặc là dây rốn bám ở vị trí bất thường. Ví dụ, nguyên cái bánh nhau, nó bám vô bánh nhau, bám kế cái bánh nhau, ta gọi là dây rốn bám màng. Vậy mình cứ tưởng tượng giống như mình trồng một cái cây lên một mảnh đất. Mà giờ mảnh đất ở phía trong là đất, ở ngoài là sỏi đá. Tự nhiên cái cây không trồng vô đất, mà cái cây trồng ở phía ngoài sỏi đá. Vậy cây này nó sẽ vươn cái rễ thiệt là xa vô, đi tới mảnh đất nó mới hút được chất dinh dưỡng. Vậy nó sẽ phải mệt mỏi hơn rất nhiều. Do đó mình sợ là những cái trường hợp dây rốn bám màng, vậy em bé có thể sẽ phải phát triển chậm hơn so với những cái bạn mà dây rốn bám ở trên bánh nhau. Rồi, giờ tính tại vị trí em bé. Vậy
Đầu tiên là nói về đa thai. Chỉ cái tử cung của người chỉ được tạo ra để chứa có một em bé mà. Mà giờ cái tử cung này chứa hai em bé, chứa ba em bé. Chị làm sao nó đủ sức để nó nuôi hai em bé, ba em bé. Do đó ở những bạn song thai, tam thai, chị thường đó, những cái bạn đó em bé sẽ hơi nhỏ nhỏ hơn so với những bạn đơn thai. Cái này nói là tính là chung thôi ha. Các bạn sẽ nhìn thấy có những cái bạn song thai mà có con tới lúc mà cho ra đời 3,2 kg, 3,3 kg mỗi bé ha. Không phải hiếm. Nhưng tính về mặt gọi là biểu đồ tăng trưởng của những cái bé song thai này thường là nó thấp hơn những em bé đơn thai. Nhưng tính tới hiện tại lại là một cái chuyện cãi vã của những cái bác sĩ sản. Bây giờ song thai mình sử dụng cái biểu đồ tăng trưởng riêng của nó hay là mình sử dụng biểu đồ tăng trưởng của đơn thai? Thì người ta thấy rằng nếu mình sử dụng cái biểu đồ tăng trưởng của song thai, vậy thì người ta tính coi cái tiên lượng về lâu về dài của những em bé mà mình sử dụng biểu đồ tăng trưởng của song thai á, người ta thấy tiên lượng đó nó không có tốt so với mình xài cái biểu đồ tăng trưởng của đơn thai. Do đó khuyến cáo chung cho tới tại thời điểm này, mặc dù thế giới một vài nước đã tạo ra cái biểu đồ tăng trưởng của song thai, nhưng mình vẫn xài chung cho đơn thai lẫn song thai. Rồi, chuyện thứ hai là ví dụ bà mẹ xài một số thuốc trong thai kỳ. Vậy những cái thuốc đó nó là sẽ làm ảnh hưởng sự trao đổi chất của mẹ và bé. Ví dụ một số cái tác nhân mà ghi trên bảng ha. Rồi, chuyện thứ ba, em bé có thể có những cái bất thường về mặt di truyền. Ở Việt Nam, tiếng Việt của mình nó có một từ di truyền thôi, nhưng tiếng Anh nó sẽ có hai từ. Do đó mình đừng nghĩ di truyền này là chắc chắn di truyền từ ba hay từ mẹ ha. Mỗi người sẽ có một bộ mã di truyền riêng biệt, không ai giống ai hết. Và về mặt logic thông thường, nửa bộ mã di truyền nó sẽ đến từ ba, nửa bộ mã di truyền đó sẽ đến từ mẹ. Nhưng khi nó tạo lập bộ mã di truyền cho chính nó, đôi khi có những cái bất thường, tai nạn xảy ra ở tại những cái thời điểm đầu tiên đó. Và những cái bất thường đó vẫn được gọi là bất thường di truyền, mà không phải từ ba hay từ mẹ gì hết. Đó là những cái bất thường di truyền mà mới de novo. Vậy những cái em bé có những cái bất thường di truyền, một số cái, ví dụ bé dư ra một cái nhiễm sắc thể, em bé thiếu mất một cái nguyên một cái nhiễm sắc thể, hoặc em bé dư hoặc thiếu một đoạn nhiễm sắc thể thôi, hoặc em bé có nhật đột biến điểm, tùy theo cái loại bất thường di truyền đó, nó sẽ tương ứng với những cái biểu hiện trên em bé khác nhau. Rồi, một số cái bệnh lý của em bé cũng gây ra làm cho em bé bị giới hạn tăng trưởng, mà không phải giới hạn tăng trưởng thiệt sự. Ví dụ, một số em bé nó bị thoát vị rốn chẳng hạn. Vậy thì tất cả một số cái cơ quan ở trong bụng, ruột, gan, túi mật gì đó, nó sẽ thoát ra cái khối thoát vị. Vậy khi mình đo cái bụng á, mình không có đo luôn cả cái bụng lẫn cái khối thoát vị ngoài. Do đó lúc nào mình đo cái bụng, mình cũng làm cho em bé nó bị nhỏ hết. Tại cái bụng của nó bao gồm cái bụng cộng với khối thoát vị, mình không có đo hai cái này chung được, nên mình đo có một cái. Thì do đó em bé sẽ bị giới hạn tăng trưởng, nhưng mà là giả, tại vì mình không đo được hai cái ha. Ví dụ, hoặc là em bé bị hở thành bụng, một số cơ quan trong bụng nó đi ra khỏi cái thành bụng rồi, do đó nó sẽ làm cho em bé bị ốm một cách giả tạo. Rồi, ngoài ra còn một cái nhánh rất là bự của thai giới hạn tăng trưởng, đó là em bé có thể bị nhiễm trùng bào thai. Nhiễm trùng bào thai thật ra chẩn đoán rất là phức tạp. Vì sao? Những cái nhiễm trùng này có thể do vi khuẩn, có thể do virus. Nhưng hầu như tất cả những cái con gây ra nhiễm trùng này, nó đều không có triệu chứng gì cả. Và khi mà mẹ bị nhiễm, đôi khi nó chỉ là một cái đợt đau cơ thoáng qua chút xíu, đợt ho, hắt hơi, sổ mũi chút xíu, đợt có phát ban hồng hồng, đỏ đỏ, nguyên người chút xíu rồi mình cũng vượt qua mà mình hoàn toàn không nhớ là mình đã từng bị cái đó trong thai kỳ. Như vậy, những cái con đó nó có thể đi qua mẹ, trên mẹ có thể không có gì hết, không để lại một cái gì trên mẹ hết, nhưng những cái con đó nó sẽ đi ngang qua bánh nhau, nó làm tổn thương bánh nhau, sau đó đi qua tới em bé, bắt đầu nó sẽ tấn công một số cái cấu trúc của em bé. Vậy những cái em bé bị nhiễm trùng bào thai nó có thể biểu hiện ở nhiều cơ quan. Ví dụ ở phía bánh nhau có thể là bánh nhau bất thường, và vậy nó sẽ làm cho nước ối hoặc rất nhiều hoặc rất ít. Em bé có thể bị nhỏ, ở trên não em bé có nhiều cái nốt canxi hóa,
em bé bị giãn não thớt, em bé có những cái tổn thương não do những cái con đó, em bé có thể tim to, tràn dịch màng tim, tràn dịch màng bụng, gan to, lách to, ruột sáng hơn bình thường. Nó thường đi một lúc nhiều thứ, chứ không có bao giờ, ít khi nào mà nó chỉ nhỏ riêng mà không có kèm theo bất thường gì về mặt hình thái cả. Rồi vì sao vậy? Câu hỏi đặt ra là giờ em sợ quá. Giờ những cái xét nghiệm về mấy cái con đó đó em thử hoài luôn. Em thử đầu thai kỳ, em thử hết để coi khi nào em phát hiện ra em nhiễm một cái lạ hả, em phải theo dõi sát. Nhưng đời không đơn giản vậy ha mấy bạn ha. Bởi vì những cái con nhiễm trùng bào thai có rất là nhiều con. Và ví dụ như ở trên bảng mình thấy là có sốt rét nè, có con cytomegalovirus nè, con rubella nè, con toxo nè, con giang mai và nhiều con khác nữa. Vậy trong cái khúc này, ví dụ rubella, mình chích ngừa rồi thì mình yên tâm. Nhưng sẽ có một cái tỷ lệ rất là nhỏ có thể tái nhiễm nhưng mà rất hiếm và nó cũng có thể gây dị tật. Nhưng con rubella, cái khả năng tái nhiễm này nó cực kỳ hiếm. Nhưng cái con mà mình sợ nhất trong thai kỳ đó là cái con cytomegalovirus. Cái con này nó rất ghê ở một cái chỗ. Nó khi nó đi ngang qua bà mẹ thường nó không có triệu chứng gì hết trơn á. Xong, không phải mình nhiễm một lần trong đời là xong. Nó đi vô, cái nó thấy không có gì hết. Cái nó chui vô hạch, nó nằm ở trong. Cái lâu lâu, cái nó đi ra, nó tái hoạt. Vậy thì nếu như trong thời gian mang thai, trong 3 tháng đầu mà mình bị nhiễm nguyên phát, có nghĩa là lần đầu tiên mình bị nhiễm. Vậy, cái nguy cơ mà gây dị tật cho em bé sẽ rất là cao. Mình cũng có thể nhiễm cái đó ở trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối. Nhưng càng về cuối thai kỳ, cái tỷ lệ nhiễm từ mẹ mà qua con thì nhiều. Nhưng cái tỷ lệ mà em bé bị nhiễm xong, em bé có vấn đề về lâu về dài á, thì nó càng giảm đi. 3 tháng đầu từ mẹ qua con ít thôi, nhưng mà đã bị nhiễm là có nguy cơ tổn thương tùm lum thứ trên em bé. Còn á, càng về lâu, càng về sau của cái thai kỳ, tỷ lệ nhiễm của em bé nhiều hơn, nhưng tỷ lệ để lại di chứng cho em bé thì ít hơn. Và đa phần á, là khi nó đã nhiễm rồi, cái lâu lâu nó ra tái hoạt, thì cái đợt tái hoạt đó vẫn có khả năng gây ra cái chuyện là dị tật em bé, nhưng tỷ lệ nó ít hơn. Và tất cả xét nghiệm ở tại thời điểm hiện tại, mình không có một cái xét nghiệm nào trong tay để chẩn đoán giờ có tái hoạt hay tái nhiễm. Tại vì mình đã có kháng thể với nó rồi, giờ tái hoạt tái nhiễm kháng thể cũng không tăng lên và nó cũng không có một cái dấu gì để mình có thể chẩn đoán là giờ hiện đang tái hoạt hay tái nhiễm. Đó là một câu hỏi đau đầu đối với bác sĩ sản cho tới thời điểm này luôn. Rồi, vậy vì sao mình rất là sợ cái thai giới hạn tăng trưởng? Bởi vì nó để lại một số cái hậu quả trên mẹ và bé. Ví dụ ở trên mẹ thì do liên quan tới những cái nguyên nhân ở trong thai kỳ, những cái bệnh lý nền của mẹ thì cái đó có thể ảnh hưởng tới mẹ. Còn ở trên bé thì những cái thai giới hạn tăng trưởng nó tăng cái nguy cơ gọi là tử vong chu sinh, là tử vong trước khi sinh, trong khi sinh và ngay sau sinh. Rồi liên quan tới tăng cái nguy cơ bị suy hô hấp sơ sinh, tăng cái nguy cơ bị hạ đường huyết, bị nhiễm trùng, bị phải nằm lâu ở cái đơn vị hồi sức sơ sinh là NICU. Và những em bé này thường là mình phải bưng ra sớm. Và vậy nó tăng cái nguy cơ, những cái nguy cơ bệnh lý liên quan tới chuyện non tháng. Vậy trên một cái em bé mà giới hạn tăng trưởng á, đó là cuộc đấu trí giữa bác sĩ với em bé. Vậy thì giờ mình thấy, ôi, nếu mà mình giữ thêm trong bụng nhiều nguy cơ quá, sợ quá, thôi mình bưng nó ra sớm đi để mình đừng sợ nguy cơ thai lưu. Mình bưng ra sớm thì nó không có lưu. Nhưng mà khi mình bưng qua sớm quá, nó sẽ liên quan tới những nguy cơ của non tháng. Mà giờ mình nói, thôi tôi không muốn non tháng. Tại vì non tháng nó liên quan đến nguy cơ về mắt, về tùm lum. Và cái chi phí để em bé nằm ở tại NICU nó rất là tốn kém. Vậy thôi tôi để tới khi nào mà đủ tháng luôn, rồi tôi bưng ra. Vậy trong quá trình đi từ non tháng tới cái đủ tháng này, sẽ có cái nguy cơ em bé ngưng tim thai, em bé bị lưu ở trong tử cung. Do đó trong quá trình khám thai, mình sẽ phải là cái người cân nhắc coi cái khúc nào ở trong cái khoảng hai bên vậy là cái khúc nào, khúc lý tưởng để mình bưng nó ra không quá non tháng mà không có giảm nguy cơ thai lưu. Do đó các bạn mà bị thai giới hạn tăng trưởng sẽ phải khám thai rất là sát sao,
rất là tốn tiền, tại lần nào mình cũng phải làm siêu âm nhiều hơn người khác, phải làm siêu âm Doppler đủ thứ hết để theo dõi em bé, để mình quyết định coi thời điểm nào là thời điểm lý tưởng để lấy em bé ra. Tuy nhiên cũng giống như vậy, câu cửa miệng cuộc đời không như là mơ, và lúc nào mình cũng tiên lượng được cái sự diễn tiến của em bé hết. Có những em bé tuần này đang vui vẻ, mặc dù nó hơi nhỏ vậy nhưng mà mạch máu của nó bình thường, cái tuần sau tự nhiên nó sẽ bị lưu thai. Cái đó chiếm tỷ lệ thấp nhưng không phải là không có, và mình không thể tránh khỏi ở những trường hợp đó. Rồi, vậy những cái em bé mà mình thai giới hạn tăng trưởng khi nó ra đời á, ngoài cái chuyện là cái nguy cơ tử vong chu sinh nó tăng lên, thì cái sự phát triển về tâm thần vận động của những em bé này cũng sẽ phải được theo dõi về lâu về dài, bởi vì cái tỷ lệ chậm phát triển về trí tuệ em bé ở những cái em bé này nó cũng cao hơn dân số chung một chút xíu thôi nha, chứ không phải em bé nào giới hạn tăng trưởng ra cũng bị chậm phát triển trí tuệ hết. Do đó mình sẽ theo dõi sát sao sự phát triển của em bé cho tới lớn. Rồi, một cái nghịch lý là những em bé mà trong bào thai nó nhỏ xíu xíu, nó bị giới hạn tăng trưởng. Vậy thì có khuynh hướng khi mình cho nó ra đời, mình sợ nó sao nhỏ quá vậy ta, sao con người ta 1 tháng bự vậy, con mình có chút xíu. Cái bắt đầu mình sẽ nói là cho nó uống thiệt là nhiều sữa, xong ép nó là ăn này đi con, ăn kia đi con. Con chỉ cần ngồi ăn thôi, con không cần làm gì hết, con chỉ ngồi ăn là ba mẹ vui. Vậy thì những em bé đó nó sẽ có nguy cơ về lâu về dài béo phì nhiều hơn những em bé bình thường nha. Có nguy cơ bị tiểu đường về lâu về dài nhiều hơn bình thường ha. Nguy cơ bị rối loạn mỡ máu cũng nhiều hơn bình thường. Nói chung về những cái bệnh lý chuyển hóa nó sẽ nhiều hơn bình thường. Và người ta chưa biết là tại gì về thay đổi cái hành vi của ba mẹ, tại vì thấy nó nhỏ quá nên ép nó, hay chính là do cái cơ địa của nó là nguy cơ của thai giới hạn tăng trưởng. Do đó những cái bạn mà có thai hơi nhỏ, sau khi ra đời mình cũng hơi kiềm chế xíu ha, mình cho nó ăn một cách khoa học chứ đừng có bắt nó ăn nhiều quá. Vậy thì về lâu về dài nó sẽ tăng nhiều nguy cơ lắm. Rồi, vậy thì để phòng ngừa cái thai giới hạn tăng trưởng mình cần phải làm gì? Mình quay trở lại cái bảng gọi là nguyên nhân của thai giới hạn tăng trưởng, thì đối với từng cái một nguyên nhân đó mình sẽ ra cái gọi là những cái biện pháp phòng ngừa. Ví dụ những bệnh lý về mẹ thì mình sẽ phải gọi là ổn định những bệnh lý đó, thì sau đó mình hẳn để có thai. Những người quá ốm, ví dụ như bác sĩ Lâm Khoa chẳng hạn ha, hoặc là bị thừa cân béo phì, thì mình nên ổn định cái cân nặng rồi mình hẳn để có thai. Bởi vì á, khi mà BMI, tức là chỉ số khối cơ thể quá thấp, nó cũng liên quan tới cái nguy cơ gọi là thai giới hạn tăng trưởng. Mà nếu mình bị thừa cân béo phì thì mình cũng sẽ liên quan tới những cái nguy cơ khác của thừa cân béo phì. Ví dụ mình tăng nguy cơ bị tăng huyết áp, bị tiền sản giật, bị đái tháo đường trong thai kỳ. Cho nên quá ốm hoặc là quá mập cũng không có tốt cho thai kỳ. Rồi, nếu mình đang sử dụng những cái chất gây nghiện, chất kích thích thì mình nên cai trước khi mình thả có thai. Rồi, nếu trong trường hợp mình làm hỗ trợ sinh sản, giờ hiện tại cái tỷ lệ mà mình sẽ phải can thiệp, tỷ lệ mà thai trong ống nghiệm càng ngày càng tăng ha. Không biết có phải là do thật sự về mặt chuyên môn hay không, hay là giờ theo một cái trend nào đó ai cũng muốn làm IVF. Nhưng khi mình làm IVF vậy, mình sẽ làm tăng một số cái nguy cơ trong thai kỳ, chứ không hẳn là thai IVF là tốt. Tỷ lệ dị tật của thai IVF nó thường cao hơn thai thường. Những cái tỷ lệ, những cái nguy cơ bệnh lý trong thai kỳ như đái tháo đường nó cũng tăng hơn bình thường. Và mình đừng có mong là giờ tôi làm lỡ làm IVF rồi, thôi tôi làm IVF xong thai đi, để có bầu lần rồi á hả, đẻ ra lần nuôi cho khỏe. Nhưng thật ra IVF mà là chuyển nhiều phôi, nó sẽ có rất là nhiều bất lợi. Do đó trong thai kỳ bác sĩ sản không có muốn khám thai mà đa thai đâu ha các anh chị. Bởi vì đa thai nó liên quan tới rất nhiều cái nguy cơ ở trong thai kỳ. Và những cái bạn mà đa thai mà ra hai em bé 3 kg 2, 3 kg 3, xinh thiệt là xinh, hai cái má phúng phính ra, hai đứa mặc đồ giống nhau đi, dắt hai cái tay hai bên, như là hình ảnh đẹp đẽ mình thường thấy, cái hình ảnh nó không có nhiều.
Những cái người đó là người ta lên mạng, người ta mới chụp hình vậy á, thì thường là những cái cặp rất vui vẻ, người ta mới chụp. Còn những cái cặp song thai mà đầy biến chứng và không có đi được tới cuối chặng đường đó rất là nhiều. Do đó, không nên làm song thai hoặc là tam thai, nói chung là đa thai. Chỉ làm trong một số cái chỉ định bắt buộc của bên hiếm muộn mà người ta thấy rằng thai này không thể chuyển một phôi được mà phải chuyển nhiều phôi trong một số điều kiện nhất định ha các anh chị ha. Chứ đừng mong chuyển lần hai phôi cho nuôi cho khỏe, không khỏe chút nào đâu. Và các bạn song thai sẽ phải đi gặp bác sĩ tiền sản rất thường xuyên và bị bác sĩ tiền sản hù mỗi ngày. Rất căng thẳng hen. Rồi. Còn trước khi mang thai giống như hồi nãy, giờ mình nói nguyên cái bản đó. Vậy những cái gia đình mà mình đã có những cái tiền căn, ví dụ con lần trước có bất thường, thì mình nên đi khám tiền sản, mình đi khám tiền thai lại để người ta coi thử những cái bất thường của thai kỳ trước. Bé có bệnh lý tim, bé có bất thường về mặt di truyền, bé bị cái này cái kia, liệu những cái đó có sẽ cái nguy cơ lặp lại ở cái lần này là cao hay thấp. Ta sẽ phải làm nhiều xét nghiệm để đánh giá lại những nguy cơ đó trước khi mình mang thai, để cho khi mình mang thai mình giảm áp lực, mình giảm nguy cơ lại cho cái thai lần này. Rồi, mình đã nói qua về một số cái dữ kiện cho thai giới hạn tăng trưởng. Giờ mình sẽ ngược lại cái phía thai giới hạn tăng trưởng, mình sẽ nói về thai to. Vậy ở đây ai muốn cái thai của mình to, giơ tay lên cho Kha coi nè. Rồi, hồi đầu buổi nói chuyện hù quá nên không ai giơ tay hết trơn. Thai to, riêng bác sĩ sản không vui chút nào. Bởi vì khi thai to quá, nó sẽ liên quan tới rất nhiều ý nguy cơ. Ngoài cái nguy cơ trong thai kỳ, xíu nữa sẽ nói, còn cái nguy cơ lúc sanh nữa. Khi em bé quá bự, vậy thì khi nó đi ngang qua đường âm đạo ha, khi em bé bự quá, vậy thì mình sẽ tăng nguy cơ mỗi lấy thai. Dần ai cũng mỗi lấy thai hết trơn, nên các anh chị nghe cái chuyện tăng nguy cơ mỗi lấy thai, các anh chị thấy cũng có gì nghiêm trọng. Mổ mổ thôi, không sanh được thì mổ thôi, cũng vui mà. Mổ lúc mổ gây tê, cái không đau gì trơn, khỏe nữa. Em mới mổ, em xin đăng ký mổ. Nhưng không có, mọi chuyện của sản khoa không có đơn giản như vậy ha. Khi một khi mình mổ lấy thai, nội cái chuyện mổ lấy thai nó đã là một yếu tố nguy cơ. Khi mình mổ lấy thai, nguy cơ mất máu trong cuộc mổ nhiều hơn. Nguy cơ nhiễm trùng nhiều hơn. Nguy cơ mà hồi phục sau sanh trễ, nằm viện lâu dài của một trường hợp mổ sẽ nhiều hơn sanh thường. Và đặc biệt em bé, cái gọi là sức đề kháng của nó, của những cái bà mẹ sanh thường, lúc nào em bé đề kháng cũng tốt hơn là một em bé sanh mổ. Rồi, chưa kể tính tới cái lần mổ lấy thai này ha, mình phải tính cho những lần mang thai sau nữa. Ví dụ, mình mổ lấy thai, những lần mang thai sau, mình sẽ tăng cái nguy cơ thai bám ở vị trí bất thường, ví dụ bám ngay tại sẹo mổ cũ luôn. Vậy cái đó được tính là thai ngoài tử cung mà mình sẽ không có dưỡng thai được vì nguy cơ chảy máu rất nhiều. Và đôi khi ở những trường hợp khó, mình không phải chỉ lấy thai ra, nó chảy máu ao ao dữ dội, mình sẽ phải cắt tử cung luôn để ngăn ngừa cái chuyện bảo vệ tính mạng cho bà mẹ. Hoặc là thai không bám sẹo mổ cũ, nó bám ở trong lòng tử cung, nhưng cái nhau đó nó không vui, nó bám ngay vị trí của cái vết mổ cũ. Vậy mình sẽ tăng cái nguy cơ bị nhau tiền đạo nè, tăng cái nguy cơ bị nhau cài răng lược. Và vậy thai sẽ có nguy cơ non tháng, thai sẽ có nguy cơ là mất máu dữ dội và mình không giữ thai được, cũng như mình sẽ có nguy cơ bị cắt tử cung lẫn tử vong tăng lên rất là nhiều luôn ha. Do đó các bạn đi khám thai, bác sĩ Lâm Khoa đâu có ai cho mổ chủ động mà theo kiểu là thôi em sợ lắm em muốn mổ, vì không phải mổ. Thực ra bác sĩ sản khoa rất là khỏe, bởi vì không có theo dõi từ giờ này qua giờ kia mà chuẩn bị mổ, đưa qua phòng mổ, mổ xong khỏe. Thật ra bác sĩ sản rất thích mổ, tại vì theo dõi nó rất là khỏe. Nhưng mà vì sao bác sĩ sản phải bắt mình sanh thường? Bởi vì nó làm giảm nhiều nguy cơ cho mình ở thai kỳ này và những thai kỳ lần sau nữa. Do đó các bạn nếu chưa có chỉ định mổ một cách rõ ràng thì không nên, mình không nên xin mổ lấy thai để làm gì ha. Tại vì bác sĩ sản là người rõ nhất những cái nguy cơ sau này của mình. Hen. Rồi, vậy thì khi em bé bự quá, tăng nguy cơ mổ.
Vậy nếu em bé không quá mà gọi là tới chỉ định mổ trên 4 kg, trên 4 kg rưỡi thì lúc đó mình có thể theo dõi sanh thường được. Nhưng mà sanh á, người ta có câu ông bà già xưa dạy mình là đầu xuôi đuôi lọt, đúng không? Vậy thì cái câu đó nó chỉ đúng với bé sơ sinh thôi. Vậy thường á là em bé cái đầu nó bự nhất, một khi nó chui ra khỏi cái đường sinh dục của mình thì hầu như những cái phần còn lại á nó sẽ nhỏ hơn cái đầu, nên nó sẽ chui ra hết, là đầu xuôi đuôi lọt. Riêng những em bé thai to, đặc biệt thai to do đái tháo đường thai kỳ, vậy hai cái vai của nó rất là bự, nó sẽ tích mỡ ở hai cái vai này nè, nó rất là đô luôn ha. Do đó những em bé này lọt ra được cái đầu rồi, cái nó bị hút ngược lại trong, tại vì hai cái vai bự quá. Do đó lúc đó rất là căng thẳng, bởi vì mình kéo ra không được mà mình nhét vô mổ cũng không được luôn. Do đó có thể sẽ phải làm một số cái thủ thuật trên em bé để sẽ phải cứu kéo em bé ra và có thể tổn thương em bé ha. Và vậy nó sẽ gây ra những cái nguy cơ rất lớn cho cả hai mẹ con. Tại nếu em bé nằm ở vị trí đó kẹt, cái đầu ở ngoài, cái vai ở phía trong vậy, nếu nằm lâu quá ở tại cái vị trí mà đường sinh dục đó, nó sẽ tăng cái nguy cơ tử vong cho thai. Rồi khi mà em bé nó ra rồi, vậy thì em bé trôi qua đường sinh dục, nhưng khi em bé bự quá nó sẽ làm tổn thương cái đường sinh dục của mình, nó sẽ rách sâu hơn. Trong trường hợp đó nó sẽ làm tổn thương những cái cơ vùng tầng sinh môn, nó dẫn tới những cái hệ lụy sau này, ví dụ bị đứt cái cơ vòng hậu môn hoặc là cái cơ tầng sinh môn nó yếu, dẫn tới mình xón tiểu sau này, tiêu tiểu không tự chủ, rất là mệt mỏi. Rồi những em bé mà bự, bự thiệt là bự mà do đái tháo đường thai kỳ, vậy những em bé này có nguy cơ bị hạ đường huyết đột ngột sau sinh, dẫn đến tử vong. Rồi những em bé này dĩ nhiên nó đã bự sẵn rồi, mai mốt nó lớn nó cũng tăng cái nguy cơ béo phì và đái tháo đường khi em bé nó trở thành người trưởng thành. Vậy những cái nguyên nhân nào gây ra thai to? Hồi xưa cách đây khoảng chừng 5-7 năm thì người ta thấy thai to cũng không có đáng gì mà đáng quá lo lắng, ngoại trừ những cái biến chứng trên mẹ và thai như nãy giờ đã chia sẻ với các anh chị. Thì người ta chỉ lưu ý tới cái bệnh lý gọi là đái tháo đường thai kỳ thôi. Tại vì khi mẹ đái tháo đường thai kỳ mà không kiểm soát đường huyết, vậy em bé sẽ rất là to. Và vậy to là do tăng đường huyết. Nhưng ở những một số năm trở lại đây, người ta thấy rằng do di truyền phát triển, và ta thấy rằng một số cái hội chứng bất thường về di truyền cũng làm em bé rất là to. Và thường những cái hội chứng này nó rất là nặng, ta gọi là hội chứng phát triển quá mức. Trong đó có rất là nhiều cái gen gây ra cái chuyện em bé bự này. Em bé bự này có thể bự toàn thân, hoặc bự chỉ có cái não không, hoặc là các tạng trong cơ thể của em bé to, ví dụ gan nó rất to, lách nó rất to, thận nó to. Rồi ví dụ như cái hội chứng Beckwith-Wiedemann, vậy thì em bé lưỡi nó cũng rất to, nó không thể nào mà khép cái lưỡi nó đi vô trong miệng được. Lúc nào mình siêu âm mình cũng thấy lưỡi rất to và nó luôn ở vị trí lè ra như vậy. Lúc nào cũng vậy hết. Và vậy ở một em bé to, lưỡi to, gan lách to, thận to, cái gì cũng to hết. Vậy không phải chỉ có cái chuyện là em bé này có bị đái tháo đường hay không, mà mình còn phải kiếm những cái bất thường về mặt di truyền. Và mỗi cái hội chứng này nó sẽ liên quan tới những cái tiên lượng khác nhau. Và dĩ nhiên khi em bé có bất thường di truyền, tiên lượng về lâu về dài nó sẽ không giống được với một cái thai không có bất thường di truyền. Và những cái hội chứng phát triển quá mức này nó rất là mệt mỏi, bởi vì nó liên quan tới những cái bất thường về phát triển trí tuệ của em bé sau này nữa.